tạm nhận nghĩa cái phần chánh văn. Bây giờ chúng ta vào cái phần giải nghĩa của Hòa Thượng. Dạ, chúng tôi đã nói với quý vị rằng Kinh Kim Cang chủ yếu là trả lời hai câu hỏi. Trả lời hai câu hỏi: an trụ tâm và hàng phục tâm. Nhưng câu hỏi này phải đi đôi với câu người phát tâm cầu thành Phật chớ không phải người thường. Là bởi vì người thường thì người ta có bận tâm gì đến cái chuyện an trụ với hàng phục không? Chỉ có cái người cầu thành Phật thì người ta mới bận tâm đến cái việc hàng phục. Con nói tiếp. Người phát tâm vô thượng. Dạ, người phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức phát tâm cầu thành Phật. Câu hỏi này trên Phật đã Ngài Tu Bồ Đề hỏi rồi, Phật đã nhờ rồi. Bây giờ làm sao Ngài Tu Bồ Đề lại nhắc lại? Then chốt của bộ Kinh Kim Cang chính là then chốt của sự tu hành của chúng ta. Cho nên các ngài nhắc đi nhắc lại để chúng ta để ý. Con đọc tiếp Đức Phật trả lời. Trả lời: nếu người thiện nam thiện nữ phát tâm cầu thành Phật. Tôi xin giảng cái câu này. Tôi đã từng nói với quý vị, tôi là ai? Dạ là Hòa Thượng Công Kính Bạch Thầy. Đã, Ngài từng nói ở đâu? Ngài đã giảng minh bạch về đoạn trên rồi. Đấy, Ngài nói cái gì? Mỗi niệm là một chúng sanh, đưa nó đến chỗ vô sanh. Con dạy, đấy, Ngài đã giảng rõ cái đoạn cái việc này ở trên. Thế bây giờ con nói lại, thế nào là mỗi niệm là một chúng sanh? Tâm của chúng ta hiện tại bây giờ, cái tâm của con cũng như tâm của thầy cũng như tất cả đại chúng, chúng ta cứ nhận cái vọng tâm là mình. Cho nên nó cứ mỗi một niệm nó khởi lên. Đấy, mà chúng ta không ngờ cái mỗi niệm ấy nó sẽ thành một cái quả báo về sau. Hễ cứ khởi cái niệm sân giận là về sau làm con rắn con rết. Hễ cứ khởi cái niệm tham ăn, đấy là làm con quỷ đói. Hễ cứ khởi cái niệm tham tiền bạc, tham danh lợi, đó là thành con ma, kiếp sau làm con ma. Đấy, thế là mỗi một niệm là một chúng sanh, ngay cái tâm của chúng mình. Vì vậy từ vô thủy đến giờ chúng mình cứ hết thân này sang thân khác. Cái bà già mù đi ở trong rừng sương đấy, là bởi vì cứ mỗi một niệm là chúng ta lại phải làm một thân, lại đưa chúng mình đi là một kiếp, một thân. Vì vậy mỗi một niệm là một chúng sanh. Chỗ này chị em tin rồi. Bây giờ chúng ta đưa nó đến chỗ vô sanh, nghĩa là làm gì? Nó tự tan rồi là nó mất tích. Thế đưa nó đến chỗ vô sanh, nghĩa là chỉ cái tâm của mình nó khởi niệm, cái niệm tan đi là hết, còn lại cái tâm vô sanh bất diệt của mình. Đấy, cái tánh chân không, không sanh không diệt, không nhơ không sạch, không thêm không bớt. Đấy, thế cho nên hễ nó tan là chỉ còn lại cái tánh vô sanh ấy. Thế thì gọi là đưa nó đến chỗ vô sanh. Đấy, đây Phật dạy chúng ta hàng ngày ngó lại cái tâm mình, cứ mỗi vọng niệm khởi lên biết nó huyễn, chỉ cần mặc kệ nó là nó tự tan. Đấy, mà hễ nó tan thì cái tâm vô sanh bất diệt của mình hiện tiền.
Đấy, hễ cái những cái vọng niệm tan đi thì cái tánh kim cang bát nhã, cái vô sanh bất diệt, cái tánh chân không này nó hiện tiền. Như thế gọi là độ cho cái chúng sanh ấy được vô sanh tịch diệt, vào niết bàn vô sanh tịch diệt. Con nói tiếp, đưa nó qua đó rồi. Dạ, mô Phật, con xin đọc tiếp. Vừa nói đưa nó đến chỗ vô sanh, quan hệ ở cái tánh bát nhã kim cang, chứ không phải đưa nó về cái chỗ rỗng không. Đấy, độ chúng sanh, đưa nó về cái chỗ vô sanh, nghĩa là đưa nó về đâu? Dạ mô Phật, tức là cái chân tâm bản tánh của mình, gọi là chân không, cái tánh chân không. Đưa nó là đứa nào? Dạ mô Phật, kính bạch thầy, là đưa tất cả những cái tham, cái giận, đấy, những cái vọng niệm, đấy, những cái tâm niệm, đưa những cái niệm ấy qua đó rồi, tức là trở về cái tánh vô sanh, cái tánh kim cang bát nhã rồi. Đấy, thì mình nhìn lại không còn chúng sanh nào hết, nghĩa là thế nào? Không còn chúng sanh nào hết. Đấy, chứ nếu mà mình không đưa nó qua cái vô sanh, nghĩa là mỗi cái giận nó khởi lên lại nghĩ rằng ta giận lắm, ta phiền cái cô kia lắm. Đấy, thế thì có ngay một con rắn, một con rết. Nếu mà mỗi một cái tâm tham ăn nó khởi lên, nói là ta muốn ăn chè, đấy, thế là có một con quỷ đói đã hiện lên. Thế còn bây giờ đây, cái tâm muốn ăn chè nó khởi lên, mình mặc để nó tan đi, thế là không có con quỷ đói nào nữa. Nếu cái tâm giận hờn nó hiện lên, mặc cho nó tan đi, thì không có con rắn, con rết nào cả. Đấy, nếu cứ nắm lấy cái vọng tâm mà nhận là mình, thì sẽ có rắn, có rết, có ma, có quỷ, có đủ các thứ. Còn nếu mà buông được cái vọng tâm này, đấy, thì nó tan đi, thì cái tánh vô sanh hiện lên, kim cang bát nhã, tức là ông Phật. Chỉ có ông Phật thôi, không có chúng sanh nào cả. Con nói tiếp. Dạ mô Phật. Dạ con xin đọc tiếp. Như vậy lúc đó có còn tướng ngã nhân chúng sanh thọ giả không? Không khởi niệm. Đấy, không có ta giận, ta tham, ta muốn ăn chè, thì không có cái tướng ta, tức là không có ngã nữa. Đấy, mà đã không có cái niệm khởi lên thì không có ta, thì cái không có giận. Không có giận thì làm gì có cái người kia để mình giận. Không phiền, không giận gì cả. Thế không tham thì đâu có cái vật nào. Đấy, thế cho nên lúc bây giờ mà đã không có khởi cái tâm tham, tâm giận, thì không có con rắn, con rết nào được. Đấy, không có ta, làm gì có cái thọ giả, tức là cái mạng sống của ta. Mà đã không có con rắn, con rết, làm gì có cái mạng sống của con rắn, con rết. Thế cho ngay cái lúc mình biết cái niệm này hư vọng, mặc nó tan đi, thì cả bốn cái tướng này đều không có. Thế cho nên cái người mà người ta tỉnh giác, ta sống với cái tánh vô sanh bát nhã kim cang, những các cái ngã nhân chúng sanh thọ giả này là những cái không có. Quý vị nhớ,
Quý vị nhớ chúng ta còn thấy ngã nhân chúng sanh thọ giả là do niệm sanh phải không? Hỏi phải không thì bây giờ con trả lời hòa thượng đi. Phải vì tại sao? Cứ khởi một niệm lên là đủ cả bốn tướng ngu si. Đấy. Thế vì thế hòa thượng mới khuyên chúng ta tu thiền định, an định cái tâm lại, không cho đứa nào, nghĩa là nó khởi mà kệ nó, để nó tan đi, độ cho nó vào cảnh giới vô sanh. Thế cứ suốt ngày độ chúng sanh như vậy, cứ ngồi suốt ngày, chứ cũng không đánh nhau với cái niệm, mà chỉ cần biết nó là cái huyễn, nó giả. Cho nên các tổ đã dạy không có sợ cái tham với cái sân, mà chỉ sợ là mình không giác tỉnh. Cái tham cái sân cứ được khởi lên suốt ngày, chỉ cần là mình biết nó huyễn, mình mặc để nó tan đi. Đấy. Cái chủ trương tu của Hòa Thượng là như vậy. Then chốt để thoát cái luân hồi sanh tử, trở về cái tánh vô sanh, con đường niết bàn. Mô Phật, kính bạch thầy, như chúng con nhiều lúc ngồi thiền niệm Phật á, mà soi lại những cái vọng tưởng nó cứ tan đi, rồi nó lại một lúc rồi nó lại khởi lên, nó cứ tan đi, nó lại khởi cứ cái vọng tưởng đó, bạch thầy. Khởi cho nó tan. Nó cứ thế hoài ạ. Nó cứ thế hoài. Soi nó. Thế bây giờ con hỏi cái gì? Bây giờ con muốn hỏi cái gì? Dạ con hỏi là một cái vọng tưởng, nghĩa là một cái tâm nó nghĩ về một cái vọng tưởng đó thôi, mà con soi nó thì nó tan được một lúc, rồi mình vô cái đề mục mình niệm Phật, đang niệm rồi nó lại khởi, nó lại cũng một cái đó. Thì đã đánh, thì đã đánh cái vọng tưởng mà. Cái, đấy chính là cái tâm của con, nó quen cái nghiệp ấy rồi, cho nên nó cứ khởi lên. Đấy, nó khởi. Thế thì bây giờ đây Hòa Thượng dạy con làm gì đấy? Chúng ta đang học cái gì đấy? Đấy, chỉ có một việc là tỉnh. Đó, cho nên thầy vừa mới nói đấy, các tổ dặn chúng mình không có sợ cái tham với cái sân, nhưng mà chỉ sợ mình không tỉnh thôi. Thế mình không tỉnh ấy, thì nó đôi mình đi, mình cứ nhận nó là mình. Tôi giận lắm, tôi muốn cái này, tôi thích cái kia, cứ nhận nó là mình. Thế thì nó đôi đi. Còn mình tỉnh ra, mình biết đây không phải mình, đây là vọng tập. Đấy. Những cái tham, cái giận này là cái mê muội. Biết là cái mê muội đừng theo nó nữa. Mặc nó sẽ tan. Hôm nay nó hiện lên, mai còn tu còn lâu, chứ không phải là tu một lúc mà nó xong ngay. Đấy, bây giờ cho đến chính Hòa Thượng Ngài dạy chúng mình đây, bây giờ Ngài phải nhập thất. Ngài phải nhập thất để Ngài chuyên hàng phục mấy cái đứa này. Chính là thầy thì cho con thưa và thầy, như vậy thì khi vọng tưởng nó khởi lên á, thì con xin thầy chỉ cho chúng con phân biệt là thế nào là mình đưa nó vào cái rỗng không, mà thế nào là mình đưa nó vào cái vô sanh. Bây giờ mình chỉ có một việc, biết nó huyễn. Chứ thật chẳng định tâm đưa gì, đây là cái lối nói của Hòa Thượng để giảng cho mình hiểu cho tôi. Chứ không, chứ mình chẳng biết nó là cái không có. Chỉ có một việc, ngồi yên mặc nó để nó tan đi. Thế là, thôi. Thế là nó vào cái rỗng không rồi chứ nó. Thế nó vào cái rỗng không thì cái tâm mình đứng đấy gọi là vô sanh. Chứ có đâu có phải cầm nó, dắt tay nó để đưa nó vào cái này đâu. Dạ. Đấy là cái chuyện mình hiểu. Dạ. Nhưng mà con muốn phân biệt cái rỗng không với cái vô sanh đó là thầy. Thì khi đó, mà nó tan đi một cái, tức là mình về cái không rồi, về cái trống không rồi. Thế nó tan là về cái trống không. Dạ. Nhưng mà nó tan đi rồi, tức là hết cái vô minh, hết cái ngu si. Cô còn cái tánh biết không? Dạ, còn. Thì cái tánh biết của mình là tánh vô sanh đấy. Hết cái vô minh thì tánh Phật hiện ra. Dạ.
Và là cứ để mặc nó tự tan là cái tánh mình nó tự hiện lên. Thì đã đây, bởi vì nó là cái không. Niệm khởi mới chấp ngã nhân chúng sanh thọ giả. Nếu niệm không khởi thì lấy gì chấp? Thế nên nói độ qua hết rồi thì không còn tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả. À, thì cái đoạn này là nhắc lại, nhưng mà sợ chúng mình niệm, chúng mình chưa có sáng tỏ lắm, vậy con chịu khó con giảng lại cái câu này một lần nữa. Dạ, mô Phật. Niệm không khởi. Dạ. Thì lấy gì chấp? Chấm hỏi. Vậy trả lời đi. Dạ. Hễ mình khởi là một niệm thì trước hết là chấp ngã đã. Có ta niệm, ta vui, ta buồn, ta muốn ăn cái này, ta thích cái kia. Thế đấy, hễ khởi niệm là có cái chấp ngã. Mà đã có chấp ngã thì ba cái chấp kia nó đối. Thế còn bây giờ đây không khởi niệm thì lấy gì chấp? Thì không có cái gì cả, thì thành ở rỗng không hay là có cái gì? Dạ. Cái tánh biết của mình vẫn ngồi đấy. Cái tánh biết của mình là cái tuệ kim cang bát nhã nó đấy. Đó. Không chấp gì cả thì đấy là ông Phật, thì ông Phật hiện lên. Còn nếu mà chấp ấy, thì chấp vào cái sân thì thành con rắn, chấp vào cái tham thì thành con ma. Muốn đi thứ nào thì cứ khởi niệm lên, thì cái niệm nó sẽ đưa mình đi các nơi. Còn nếu mà buông cái niệm ra thì ông Phật hiện tiền, có thế thôi. Cho nên Hòa Thượng dạy chúng ta không làm gì hết, cứ ngồi ngó cái tâm của mình. Đấy. Thế nên mỗi móng niệm khởi lên biết huyễn, mặc nó tan đi. Đấy. Bây giờ tất cả các thiền viện của Hòa Thượng chỉ tu có một việc này. Thế nên nói độ qua hết rồi thì không còn tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh thọ giả. Đấy, con giải nghĩa tới cái câu ấy. Thế nên nói độ qua hết rồi. Độ đứa nào? Độ ai? Độ ai cho nó qua hết rồi? Và độ hết những cái vọng tâm. Đấy, tỉnh ra để cho những cái vọng niệm nó tan hết. Nó tan hết, trở về cái tánh vô sanh. Thế gọi là độ qua hết rồi. À. Thế bây giờ chỉ còn ngồi an định trong cái tánh kim cương bát nhã thôi, thì không còn có những cái tướng ngã nhân chúng sinh thọ giả nữa. Đấy. Phải tập như vậy, tập từng niệm. Đấy. Miên mật bền bỉ, cứ an định cái tinh thần sáng suốt, ngồi im. Cái vọng nào nó khởi lên, biết vọng, mặc cho nó tan đi. Đấy. Thì như vậy cái vị ấy không còn có tướng ngã nhân chúng sinh thọ giả. Nhưng mà phải học là nghiêm học bát nhã, thấy rõ, biết rõ rồi mới ngồi im mà thực hành. Chứ nếu chưa học, chưa biết mà ngồi lì ở đây thì thành cục đá. Cho nên phải nhận trước. Cái điểm thứ nhất là nhận được cái tánh kim cương bát nhã của mình. Thế rồi mới ngồi im để cho những cái vọng này nó tan đi. Đấy. Như Đức Quán Thế Âm, Ngài an định và cái tánh nghe. Con nói tiếp, sở dĩ hiện tại. Sở dĩ hiện tại, ai nói đến tên, chúng ta liền nổi giận, tức là bởi vì người ta gọi tên, người ta gọi tên mình ra mà người ta mắng nhiếc, thế thì mình nổi giận. Còn người ta gọi tên mình ra, người ta ca ngợi, thì mình có nổi giận không? Chính là thầy, dạ không. Không giận mà lại còn thích nữa. Đấy. Thế là nếu mà người ta gọi tên mình ra, người ta mắng nhiếc,
thì mình sân, thì nổi giận. Người ta gọi tên ra, người ta ca ngợi thì mình lại tham. Thế là ba cái tham sân si lúc nào nó cũng hiện tiền. Thế đây ấy, Ngài nói lỗi tại đâu? Lỗi tại niệm. Niệm liền khởi phân biệt nên mới giận. Nếu nghe nói mà niệm không khởi thì đâu có giận. Đấy. Thì đây Ngài đổ lỗi cho cái niệm. Thì còn theo ý con ấy, thì con thấy thế nào? Nhưng mà đứa nào khởi niệm? Đứa nào khởi niệm lên? Chứ cái niệm đó là cái không có, mà làm sao lại đổ lỗi tại nó? Kính bạch thầy, đó là cái vọng tâm của con. Thầy nói là cái vọng tâm của em. Đấy, nghĩa là cái ngu si của mình. Cho nên các tổ có nói ba cái đứa nó đi liền nhau: tham, sân và si. Chính cái thể chất của nó là tham, là ngu si, cho nên nó mới tham. Thế mà nếu tham không được thì cáu, thì tức giận. Thế nhưng mà gốc của nó là cái ngu si, thể chất của nó là cái ngu si, cái tướng của nó là tham và sân. Thế vì ngu si cho nên nó mới khởi cái niệm tham, khởi cái niệm sân. Thế chứ đừng ở đây Ngài đổ lỗi cho cái niệm. Chứ theo ý thầy ấy, là chính cái gốc là cái si, cái ngu si. Cho nên hệ tỉnh ra, cái việc gốc không phải là ngồi mà đè những cái niệm, mặc những cái niệm, mà phải tỉnh ra, biết những cái này nó huyễn. Đó. Biết cái nồi chè là cái hư vọng, cái ngọt bất quá là cái chè nó đi qua lưỡi thì nó thành ngọt. Cho nên mình mặc, mình không bận lòng đến cái nồi chè, thế thì không khởi niệm. Thế biết cái cô kia cũng như mình, chỉ chẳng qua chỉ là đất nước gió lửa hư vọng, mai đây thành cái đống thịt thốt thối, người ta đem chôn chỉ có nấm mồ, có cái gì thật đâu. Và biết như thế cho nên cô nói gì thì cô nói, mình không có giận, mà còn thương hại tội nghiệp. Đấy. Thế chứ nếu không có cái giác tỉnh, không có cái trí tuệ, cứ ngồi mà đè cái niệm thì con có được không? Dạ kính bạch thầy, không ạ. Đấy. Cho nên phải biết gốc những cái niệm này là cái ngu si của mình. Cho nên chỉ cần tỉnh ra. Thế cho nên phải nắm lấy cái kim cương bát nhã, để có cái trí tuệ bát nhã giác tỉnh, thì những cái niệm này là những cái không có. Chấp ngã thì không chấp nhân, do đó tham sân si đâu còn. Không chấp ngã, không chấp nhân thì tham sân si đâu còn. Nhưng mà đáng lẽ phải nói, hễ không ngu si thì đâu có chấp ngã chấp nhân. Con nói tiếp như vậy. Nhưng ta thấy rõ độ tất cả niệm đến chỗ vô sanh rồi, bốn tướng cũng theo đó hết. Câu có nghĩa là gì? Thấy rõ, mong rằng cả chúng thấy rõ nhé. Thấy rõ chưa? Có thấy rõ không? Hay là vẫn cứ mập mờ? Mong rằng cả chúng cũng thấy rõ. Con thấy rõ chưa? Bạch thầy, con cũng còn lơ mơ bạch thầy. Bây giờ gắng mà thấy cho rõ đi. Thấy rõ làm sao? Độ tất cả niệm đến chỗ vô sanh. Kính bạch thầy là hễ làm cái việc ấy rồi thì bốn tướng theo đó mà hết. Nghĩa là sao? Ngài nói rằng hễ có cái định lực,
độ tất cả niệm đến chỗ vô sanh. Con nói lại một lần nữa, nghĩa là con làm gì? Dạ, kính bạch thầy, tức là con chỉ cần an định tinh thần, con biết tất cả những cái vọng tâm nó sanh rồi nó lại diệt. Đấy, con an định cái tinh thần, mặc cho tất cả những cái vọng tưởng nó tan đi. Đấy, bây giờ con sống với cái tánh vô sanh. Đấy, đấy, theo như ý Ngài dùng cái định lực thì bốn tướng theo đó mà hết. Cứ ngồi yên, dùng cái định lực hàng phục những cái vọng tâm này. Đấy, thì những cái vọng niệm này không, mặc cho nó tan đi thì nó, thì sẽ thuận, sẽ hết bốn cái tướng ngã nhân chúng sanh thọ giả. Đấy, sẽ hết bốn cái tướng, tức là dùng định lực. Nhưng theo như ý thầy thì phải có tuệ làm gốc, có cái trí tuệ bát nhã, biết chè là huyễn, cái ngọt cái chua là chỉ là cái cảm giác ở đầu lưỡi. Biết ngay cái thân của mình là cái hư vọng. Nếu có trí tuệ mà biết như thế thì cái, những cái niệm nó mới không khởi lên, phải không? Còn bây giờ mình cứ ngồi yên đó, những thèm, những khát, những giận, những hờn nó mọc lên, để mình hàng, mình dùng định lực mình thứ nào cần. Mô Phật, kính bạch thầy, là cái tuệ dĩ nhiên là cần cả hai. Phải có tuệ để cho cái sân, cái thèm, cái khát, cái tham, cái muốn, cái sân, cái giận, những cái ấy mình biết nó huyễn đó, mình biết nó không thật, nó không phải mình. Thế là trước hết mình cần cái tuệ, thế xong rồi dùng cái định lực để mà hàng phục, phải cần cả hai, phải không? Chứ nếu mà chỉ có định thôi mà trong lòng vẫn nuôi, vẫn cho là thật, vẫn thèm, vẫn khát, vẫn ưa, vẫn thích, thì làm sao mà đè nén mãi được. Cho nên dùng định mà phải có tuệ, phải có hai cái. Các anh hiểu không? Mà thầy, con thắc mắc là làm sao gọi là dùng định mà mình đè được tham sân mà thầy? Thì đấy, Ngài đang dạy đi, dùng định lực đấy, Ngài dạy đấy. Vậy mỗi lần cái tham khởi lên là con cứ... Nó khởi lên mặc kệ nó, mình có ngồi yên mặc kệ nó, biết huyễn, những cái huyễn nó tan đi. Nhưng phải có cái biết huyễn, phải có cái tuệ. Đó là con vừa có tuệ vừa có định. Còn bây giờ con muốn phân biệt thế nào là mình chỉ có định không thôi mà đè được tham. Đây Ngài đang dạy mình dùng định lực. Đây này, mình Ngài đang dạy mình đấy. Đấy, như vậy chúng ta thấy rõ độ tất cả niệm đến chỗ vô sanh, đó là định. Đấy, thì bốn tướng sẽ hết. Trái lại, nếu còn có niệm sanh thì còn bốn tướng. Thế nên muốn hàng phục tâm mình đến chỗ an trụ viên mãn, phải độ tất cả chúng sanh. Ở đây tức là dùng cái định lực, đừng có niệm, cho niệm nó khởi lên. Nè, thế cho nên trong nhà Phật thì có hai pháp gọi là chỉ và quán. Chỉ tức là định. Thế còn quán ấy, thì tức là vipassana, là mình phải quan sát, mình thấy nó huyễn rồi mình mới buông được. Cho nên cái chỉ với cái quán, hai cái phải đi đôi nhau. Ở đây Ngài chỉ dùng có cái chỉ thôi, mà Ngài không nói đến cái quán. Chứ thật cho phải có cả quán nữa thì mới được. Thế muốn hàng phục tâm mình đến chỗ an trụ viên mãn thì phải độ tất cả chúng sanh. Chỗ nào đang giảng để xin giảng tiếp cái câu ấy đi. Cái chỗ đây con hiểu cái chữ chúng sanh đây là chúng sanh nào? Dạ là những tham sân si, những cái thói xấu, những cái vọng tâm ở trong tâm. Những cái vọng tâm của mình, mình phải độ cho tất cả những cái chúng sanh ấy nó tỉnh ra. À,
sao ở đây Đức Phật chỉ trả lời câu hàng phục tâm chứ không nói gì đến câu an trụ? Đấy. Thì tiếp có cái câu giải nhờ con nói đi. Bởi vì hàng phục rồi là an trụ. Ở đoạn trước thôi con đang giảng cái câu đó. Thế nào gọi là hàng phục rồi là an trụ? Mỗi một niệm tham, mỗi niệm sân nó khởi lên, nó khiến cho mình không trụ được ở chân tâm của mình. Bây giờ hàng phục nó rồi, nó tan đi rồi, không có những cái chướng ấy nữa, thì mình chính tâm mình đang sống với tâm tánh của mình, cho nên đấy là an trụ. Tiếp nói độ tất cả chúng sanh mà không thấy có chúng sanh tập diệt độ. Nhờ cái câu hỏi người không còn bốn tướng là người gì? Ở đây gọi là Bồ Tát. Đấy. Thì theo cái câu trên đấy. Bồ Tát còn tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả, không phải là Bồ Tát. Đấy. Mà theo như ở đây ấy, thì làm thế nào để hết bốn cái tướng đấy? Cứ ngồi im, đừng khởi niệm nữa, thì tức là không có bốn tướng này. Đấy. Theo như bài chúng mình học đây, Hòa Thượng dạy chúng ta cứ ngồi im, đừng khởi niệm nữa. Bởi vì hễ cứ khởi một niệm lên là bốn tướng này, nó là có bốn tướng này. Bây giờ chỉ có một việc ngồi im, đừng khởi niệm nữa. Mà nếu mỗi niệm nó có khởi lên thì mặc để nó tan đi, chứ đừng có theo nó. Đấy. Thì bài từ trên tới đây nói đi nói lại, chị em tắc chắc nhận được cái nghĩa này rồi. Nếu có ai có còn ý kiến gì nữa thì xin góp ý. Nếu mình đừng giấy niệm, đừng khởi chấp ngã, lúc đó dù mình không tự xưng là Bồ Tát. Chị em nhận theo như ý Hòa Thượng, mình đừng giấy niệm. Hễ không giấy niệm thì không có tướng ngã, nhân, chúng sinh, thọ giả, thì đó mình là Bồ Tát. Đấy. Chị em để ý từng câu mà nhận. Đấy. Theo như ý Hòa Thượng, mình có cái định ngồi im, đừng giấy niệm. Đấy. Hễ không giấy niệm tức là không có ngã, nhân, chúng sinh, thọ giả. Vậy thì dù mình không tự xưng là Bồ Tát, mình vẫn là Bồ Tát. Theo như ý của Ngài thì cái quan hệ là như thế. Đấy. Con nói tiếp. Trái lại, dù mang nhãn hiệu Bồ Tát A, Bồ Tát B mà niệm khởi liền liền thì phải có là, thì có phải là Bồ Tát chưa? Theo như ý Ngài thì phải có một cái định lực lúc nào cũng vắng bật cái tâm không khởi niệm thì đó là Bồ Tát. Tiếp. Mô Phật, vậy chúng ta thấy rõ Bồ Tát là người tâm không còn chấp. Vậy chúng ta thấy rõ Bồ Tát là người tâm không còn chấp, không còn kẹt. Câu ấy nghĩa là gì? Mô Phật, không còn chấp, không còn kẹt vào cái nghĩa ta người chúng sanh. Mà theo như Ngài ấy, thì muốn không có ta người chúng sanh phải làm thế nào? Theo như Ngài là nếu mà cái niệm khởi lên thì là còn chấp, cho nên phải ngồi im vắng bạch, không cho cái niệm nào khởi lên. Đấy. Thế thì mới là cái người không chấp ngã, nhân, chúng sinh, thọ giả. Hiểu như thế mới thấy được cái ý nghĩa của sự tu hành là phải đi đến chỗ độ hết chúng sanh. Thế nào
theo những ý của Ngài nói độ hết chúng sanh, tức là làm gì? Mỗi một niệm là một chúng sanh. Hễ niệm tham thì đó là một con quỷ đói, hễ niệm sân thì đó là một con rắn rết. Thế cho nên phải độ hết cái chúng sanh ở trong tâm của mình ấy. Tức là độ hết những cái niệm của mình, cái vọng tâm, độ cho sạch cái vọng tâm đi. Đấy. Thì độ hết chúng sanh rồi là hàng phục. Là hàng phục cái gì? Dĩ nhiên cái vọng, cái bọn những cái tâm niệm ấy là cái vọng tâm. Thì bây giờ mình độ hết đều nó rồi, tức là mình hàng phục nó rồi. Đấy. Hễ hàng phục được cái vọng tâm, tức là mình an trụ. Đấy. Như thế là Bồ Tát. Bồ Tát điểm thứ nhất độ hết chúng sanh ở cái tâm của mình, tức là độ hết những cái niệm, hàng phục hết những cái niệm đó, thì an trụ vào cái tâm, tâm kim cương bát nhã. Bởi vì những cái vọng tâm nó tan đi hết thì mình an trụ ở cái tâm kim cương bát nhã của mình. Thế thế gọi là Bồ Tát. Đấy. Tiếp theo Phật liền đặt câu hỏi: vì cớ sao? Thầy nói: này Tu Bồ Đề, thật không có cái pháp nào phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Yeah. Nghĩa là phải có cái phương pháp để mà phát tâm. Đấy, cái phương pháp phát tâm ấy không có cái pháp nào. Đấy. Thường thường khi tu, chúng ta thích lựa một pháp, một cái phương pháp nào cao nhất để tu hành, cốt mau để thành Phật. Đấy. Tuy nhiên khi phát tâm cầu thành Phật thì cái phương pháp để chúng ta ứng dụng tu, cái phương pháp ấy nó thật hay nó không thật? Xin trả lời câu này. Tùy có người, đấy như các em vừa nói, phải dùng ba cái giới, bệnh và tuổi. Người nào cũng phải cần cả ba. Nhưng mà có người phải dùng tuổi trước, có người phải dùng giới trước, có người phải dùng định trước. Mà trong giới định tuệ nó cũng bao nhiêu trình độ. Có người thọ giới tùy kheo, có người thì thọ ngũ giới, có người thọ bát quan trai giới. Nó cũng cứ tùy theo, chứ không nhất định một cái pháp nào. Các con nói tiếp. Thấy pháp đó thật thì tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả còn hay không? Thấy cái pháp đó thật thì tướng ngã nhân chúng sanh còn hay không? Thì sư cô giả nhờ là còn. Tại sao? Đó, nếu mà thấy cái ngũ giới là thật thì phải có người trì cái ngũ giới. Chứ cái ngũ giới đứng không một mình đâu có được. Phải có người, phải có ta. Mà đã có ta thì còn đối với người kia, rồi còn đối với chúng sanh. Đấy. Thế cho nên cứ hễ mình lập lên một pháp nào thì tức là phải có cái ta vào đấy để thấy có cái pháp ấy. Xin nói tiếp. Như muốn qua sông. Muốn qua sông, tôi nhờ chiếc đò đưa qua sông rồi. Tôi thấy chiếc đò là thật thì thế nào? Là một việc. Còn cái chuyện thấy cái đò nó thật hay nó giả là một việc. Đấy. Còn mình bỏ là tùy cái chỗ cần dùng. Mình dùng thì không bỏ, mà mình không dùng đến thì mình bỏ. Nhưng cái chuyện thấy nó thật hay giả là một chuyện. Mình vẫn có trí tuệ, mình thấy cái đò là cái không thật. Nó chỉ do mấy cái cây ghép lại.
mấy cái mảnh ván ghép lại đặt tên là cái đó, mình vẫn thấy cái sự thật này. Nhưng mà tùy cái chỗ cần dùng, mình còn đang ở trên sông đấy, thì nó là cái giả nhưng mình vẫn dùng đấy. Còn mình lên đến bờ đấy, thì nó giả hay thật mình cũng không dùng đến nữa. Tùy cái chỗ cần dùng của mình mà giữ cái đò hay bỏ cái đò. Nhưng mà trong đó mình vẫn phải có cái trí tuệ, thấy cái sự thật nó có hay nó không có, dùng hay không dùng là tùy cái hoàn cảnh của mình. Thật thì tôi cũng thật, người chèo đò cũng thật, tất cả đều thật. Câu này nói gì? Bởi vì mình ở trong có bệnh thì mới phải cho uống thuốc. Thế khi mình hết bệnh rồi thì mình đâu có mang thuốc, mình còn uống thuốc nữa làm gì đấy. Thế bây giờ chúng ta còn ở trong mê mê, chúng ta học tứ niệm xứ, chúng ta tu tứ niệm xứ, đến khi mà chúng ta chứng A-la-hán rồi, thoát luân hồi sinh tử rồi, thật buông được cái vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh rồi, thì khi ấy chúng ta an định vào cái tánh Phật để mà thành Phật. Thấy, thì cần phải cái chiếc đò là trong lúc còn mê. Thì cái kinh tứ niệm xứ ví như là cái đò. Hòa thượng đang giảng cái gì đây? Như vậy còn có pháp thì còn có ngã, còn có ngã thì còn có pháp, hai cái đó hữu tương. Nghĩa là gì? Nếu mà mình thấy có pháp tứ niệm xứ thì tức là có mình để thấy có cái pháp, hai cái đó. Thế mình còn thấy có tứ niệm xứ thì tức là có mình thấy có tứ niệm xứ. Còn bây giờ không có tứ niệm xứ thì tự mới không có mình, không khởi cái tâm thì mới không có mình. Hai cái này, cái tâm niệm với cái cảnh, hai cái nó ăn liền với nhau. Thế cho nên hễ có ngã, có pháp thì có ngã. Xin nói tiếp đoạn trước, Phật phá pháp chấp ngã. Nếu còn thấy có pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là còn có cái ngã, cái ta học cái pháp này, ta tu cái pháp này. Thế cho nên hễ còn chấp pháp thì còn có ngã. Cho nên không có thấy pháp mà pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác còn không, thì tất cả những pháp thế gian có pháp nào thật đâu. Đấy. Ở thế gian này chỉ có cái Như Lai tạng diệu chân Như tánh, không có phân chia cao thấp. Đấy. Chỉ có Như Lai tạng diệu chân Như tánh thôi. Thế bây giờ còn thấy mình được pháp vô thượng thì còn thấy ta, thấy thế mà còn chấp pháp thì tất là còn bốn cái tướng ngã nhân. Còn thấy có ta thì mới có chấp pháp. Còn nếu nó là Như Lai tạng diệu chân Như tánh, hoàn toàn chỉ có Như Lai tạng diệu chân Như tánh, không có ta, không có người gì cả, không có pháp nào đặt riêng biệt nữa, không có cao, không có thấp. Thế cho nên mới nói là không phải là vô thượng chánh đẳng chánh giác, thế thì mới gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nghĩa là không có phân chia. Đấy. Chỉ là tạm dùng cái tên đấy thôi. À. Những cái này là cái khó nói. Chị em phải dùng cái tuệ mà tự hiểu cái nghĩa. À. Nhận được không?